Đây là lần thứ hai bạn Nicky đi lại xem cái nông trại on MacDonald Farm. Hôm nay xem Christmas show ở đây nè. Chính đó. À, cái đó là cái bụi cỏ. Cỏ cho mấy con. Ok. Mấy con vật nó ăn á. Mấy con thú nó ăn á. Ồ. Ôi, nó có xoay được nó kìa, Nicky xoay được kìa. À. Có con gì nữa kìa, Nicky, con ngựa hay gì xem. Nhớ Nicky nhớ cái con bò màu hồng này hồi đó con nằm dạ, cho mẹ chụp hình không? Con nhớ. À. Chụp hình ở đâu á? À chụp hình ở đó đúng rồi. Chưa vậy đó. Đứng cái mặt vô. Chạy lên đi, con thiệt đó, con thấy không? Đó đó nó đang nhúc nhích kìa. Thiệt chứ con giả gì ông? Bạn này kia đi nông trại mà cứ kia hỏi là ơi có cái Rocky gọi là Pepsi. Nó tên Pepsi hả? À, đâu? Yeah. Meet Emma Summer Junior Pepsi. Trời. Around 40 years, they live. Here we go. À, có con tên Pepsi nữa. Yeah, there are two there. Go next to her. Oh, do you want to sit in the... In the...
she's from Lily. Lily. Oh, yeah. Lily. Hello, Lily. Happy now? Thank you.